Rồi hôm nay chúng ta có hai cặp super short rất là đẹp, size lớn luôn. Còn duy nhất hai cặp lâu nay mình thanh lý nha. Đợt trước là một cặp 300k thì thanh lý nhanh, hai cặp này là 500 và tặng cho anh em thêm một cặp wheel. Hai cặp 500 đây nè. Mới bắt lên nó thôi nhé. Hai cặp này 500. Xài lớn lắm. Rồi ngày hôm nay chúng ta có là coi Super Short Ribbon sắc phiền à, đang ôm bầu rất là căng luôn anh em ơi. Bụng căng to tròn luôn này. Hàng này mình sale nhanh sale gọn anh em ơi, 300k một cặp combo, 2 cặp 500. 2 cặp 500k, 2 cặp. Số lượng có hạn anh em nha. 300k sale banh luôn, 500k 2 cặp. Hàng này trên thị trường hiện tại tầm giá khoảng từ 400 trở lên. Phẩm rất đẹp, đang bầu bì luôn anh em ơi. Chỉ có 500k 2 cặp và áp dụng từ đây đến hết cá hoặc là đến cuối tuần thôi nha. Mình như còn 5-6 cặp cuối rồi, sale nhanh sale lẹ bay hồ. Rồi ngày hôm nay bên shop lên một bầy coi Red Air rất là đẹp luôn anh em nha. Mái đầu dày lúc sâu luôn và tai bơi lên full dày đậm đẹp, còn rất là to nha. Bầy này mới chớm luôn anh em ơi và đang âm bầu hết trơn rồi, sale nhanh luôn. Hàng này mình sale còn 500k một cặp luôn anh em ơi. 500k một cặp coi Red Air, hàng đẹp. Và có hai cặp tuyển ngay sau đây mình sẽ quay. Coi Red Air máy full tay nha. Trống thì chúng ta sẽ có trống nhú tay hoặc là trống full một tay. 500k một cặp. Giờ mình quay cặp tuyển nha. Rồi ngày hôm nay thì có hai cặp tuyển máy rất là ú luôn. Và tất nhiên là đầu phải lúc sâu rồi. Màu không rất đậm tươi anh em nha. Và hai trống là hai trống full màu. Đó, rất đẹp luôn. Hàng này mình sale nhanh luôn anh em ơi. Sale nhanh hai cặp cực đẹp này ú nu luôn. 700k cho một cặp, duy nhất hai cặp nha anh em. Thấy ưng thấy đẹp thì chốt lẹ. Chỉ có hai cặp thôi, 700k. Rồi đây là bầy Gen E nha, chung ngồi Red E nãy luôn anh em ơi. Tỷ lệ lên tay rất là cao, anh em thấy đó, đầu nó đỏ rất là đậm luôn đó. Tay bơi nè, nhiều khi nó muốn nhú màu luôn anh em nha. Nguồn rất đẹp nha, đỏ rất tươi nha. Này có những con này nó muốn nhú tay bơi này anh em. Rồi sale như cũ luôn, 200k cho combo 3 cặp anh em ơi. 200k 3 cặp Cozene, 200k 3 cặp. Hàng này có đăng trên Shopee luôn. Trên Shopee thì một cặp cũng có, combo 3 cặp cũng có luôn. Anh em là muốn thử trải nghiệm ship code thì đặt hàng Shopee nha. Rồi đầu tiên giới thiệu anh em là mình về lại Dumbo Red Tie. Đó, tie bơi rất đậm và dày luôn anh em à. Đúng không? Tay bơi đậm màu rất là đã luôn. Rồi combo vẫn chơi combo với anh em nhưng mà kèm theo quà tặng nha. Đợt này đó là yêu máy. Trời ơi, tay bơi nó đậm màu dễ thương ghê, tròn và đậm nha. Còn tơ lắm anh em ơi. Rồi combo chúng ta là 200k 3 cặp. Đợt này dù mua trên Shopee, mua trực tiếp tại shop, mua đi tỉnh thì đều có khuyến mãi là mỗi combo sẽ tặng kèm thêm một máy. Là chúng ta mua combo 3 cặp sẽ được tặng kèm thêm một máy anh em nha. Một máy cùng dòng của loại này. Thì sẽ nhắc lại nữa là một số anh em có hỏi đơn hàng ship code. Thì hiện tại mình đang ship code thông qua Shopee. Anh em nào có thể muốn ship code thì có thể đặt hàng trên Shopee giúp mình. Mỗi chi tiết mà anh em không đặt hàng, để biết thêm cách đặt hàng thì liên hệ qua Zalo. Hoặc là mình có để một cái video hướng dẫn anh em đặt hàng ở phía dưới, có thể tham khảo giúp mình. Cái gì không hiểu thì nhắn qua Zalo cho mình nha. Đó, bộ này và bộ mới. Tay bơi nó rất là đậm và dày. Thấy chưa? Đã lắm, màu rất là đã luôn. Bộ trước tay bơi đúng là có to thiệt nhưng mà nó không dày và đậm bằng cái tay bơi của bộ này.
Rồi 200k 3 cặp. Tặng một máy nha. Áp dụng cho dòng này. Rồi tiếp theo chúng ta đón dòng Sendo bổng đẹp nha. Tia đều hoa văn đẹp. Giờ chúng ta sẽ lên kệ xem chim ngưỡng đẹp như thế nào. Họ trong bịch thôi đủ đẹp rồi quá. Đại anh em ơi, lô rồng xanh đợt này rất đẹp luôn. Đợt trước rồng xanh lên anh em chén rất là nhanh. Đợt này anh em nào đợt trước mua không được, đợt này cố gắng tranh thủ. Và mình có đăng hàng này trên Shopee luôn. Giá vẫn như cũ, chơi đẹp với anh em. Combo 200k 3 cặp, quá mềm quá mỏng để chơi cho dòng rồng xanh cực đẹp này. Hoa văn họa tiết kéo từ đầu đến đuôi. Bụng rất đẹp anh em nha. Tướng táo bao điều con cá anh em nhìn không? Phần tay bơi đó để tạo lên cái điểm nhấn nữa. Dùng mà chơi nó hết sức ngon luôn, rất dễ nuôi và khỏe nữa. Mới vời lâu mới nhìn rất ưng, rất đẹp luôn anh em nha. Anh em nào có thể ghé shop thì có thể lựa được những con cá nghĩ theo ý thích mình nhất. Còn theo mình nhận xét là bầy này rất là đều. Các cá thể hầu như là rất là giống nhau, không có gì khác biệt nhiều cả anh em nha. Cho nên đặt mua ship tỉnh cho mày khỏi lo. Con nào như con nấy cả. Và có đăng trên Shopee nhé. Rồi tiếp theo chúng ta có bài HP Rod nha. Đó, hàng vây rất là đẹp luôn. Xếp tròn căng. Hàng này đợt này thì mình sale nhanh gọn lẹ anh em nha. Sale 50% luôn. Thì 500k một cặp này, sale 500k hai cặp, anh em mua lẻ một cặp là 300k. Hàng rất đẹp luôn. Cá trống này anh em thấy so với con tay mình nữa không, còn rất là tơ nhưng mà vây đã lên rất là tốt rồi. Thì theo thời gian những con HP Rod này thì vây nó sẽ còn khủng hơn rất là nhiều. Rồi trước mặt anh em đây là dòng full gold rip bông sắc phin thứ nha. Đó, máy là máy tai bơ bướm đồ luôn anh em ơi. Màu vàng rất là đẹp nha. Dòng này mình sẽ khuyến mãi combo nhỏ cho anh em là một combo. Chúng ta là gồm máy, một máy rip bông, một máy thường và một chống gen. Vội bài này máy rất là ú này. Một combo chúng ta sale còn 100k thôi em nha. Combo lớn là combo 500k sẽ được 6 combo nhỏ. Rồi mình sẽ nhắc lại, một combo của chúng ta sẽ là một chống gen, một máy rebound, một máy thường với trị giá là 100k. Anh em mua combo lớn combo 5 sẽ được tặng thêm một combo, đó là 500k 6 combo. Rồi tiếp theo ở đây chúng ta có một bài là mới lên đây là Lutobat Ripbon Shark Fin. Đó, bộ chống rất là thước tha nè, đuôi to, thích chống ribbon chống thường nè, anh em chiến hết đều có. Mượt mà nha, sale lớn dòng này cho anh em nè, combo chúng ta là nhanh gọn lẹ một cặp 300k, nay mình sẽ sale theo dạng combo cho anh em luôn. Đầu tuần sale lớn cho vui anh em nha. Áp dụng tất cả các đơn hàng ở tỉnh hoặc mua trực tiếp tại shop. Bộ chống đã quá. Đây, bộ chống đang rất khỏe mạnh, sung sức và háo ăn nha. Chúng ta là 300k cặp, giảm trực tiếp luôn. Bây giờ là 300k trên hai cặp loại này luôn. Sale mạnh nhất, dòng này sale mạnh nhất trong đợt này anh em nha. Dòng này lại full gold rebound là hai dòng được chọn là sale mạnh banh xác luôn. Đó, hàng đẹp như anh em đang xem đây, có mấy cặp cuối rồi mình sale nhanh nha, 300k hai cặp luôn.
Rồi mình quay máy ngay sau đây cho. Trời trống quá đã. 300k hai cặp luôn. Rồi đây là máy anh em nha. Đó như chúng ta thấy đó. Rip bông và vây lưng rất là dài luôn. Vây sắt pin và tai bơ bướm luôn. Đó, máy tai bơ bướm hết trơn luôn anh em ơi. Giá quá mềm luôn, 332 cặp máy tai bơ bướm vây sắt pin luôn này. Trời ơi, máy vây sắt pin không anh em ơi. 300k hai cặp luôn, quá gắt. Ok. Rồi là đây chúng ta sẽ có là gì đây? Full gon. Đó, full gon này máy đang lên tay bơ anh em nha. Hàng này 500k một cặp, sale nhanh gọn lẹ luôn. Ngày hôm nay 250k một cặp. Sale không cần combo luôn anh em nha. Máy đôi tay nè. Đó, 250k một cặp anh em, nhanh gọn lẹ nha. Có 4 đồng cặp thôi. Đó, máy lên 7 rất là dày. 250 một cặp. Rồi tiếp theo là full red tay bơi xanh. Ngày hôm nay thì giảm mạnh dòng này luôn, full red tay bơi xanh. Dòng full red khá là hiếm nha. Thì hàng này mình sale nhanh gọn lẹ. Của chúng ta là combo 2 cặp sẽ giảm còn 350k cho dòng hot này. Red Tide Poison lần này giảm còn 350 anh em nha. Rồi Will Coi Sọt anh em ơi. Will Coi Sọt này còn mấy cặp cuối em sale lẻ luôn nè. Sale nhanh, sale gọn, sale lẻ. Will Coi Sọt nha. Hàng này 500k một cặp, ngày hôm nay combo 2 cặp 500k. Giảm 50% nha. Will Coi Sọt 500 một cặp, ngày hôm nay 502 cặp luôn. Form rất đẹp nha anh em. Will Coi Sọt nhớ giúp mình sale mạnh. Còn mấy cặp à, bán thanh lý lẹ đem lấy hồ anh em ơi. Năm đôi nha, đang rất là sung sức ở đây. Rồi đây là bầy tím màu sắc hàng mới anh em ơi. Đó, rất đã nha, bẫy lên tận đầu luôn. Tươi và đẹp. Rồi hàng này em đang sale nha, combo là 200k một cặp, combo 2 cặp 300k. Anh em mua combo lớn là combo 600k. Tặng đây một cặp ngất ngưỡng luôn. 600k là chúng ta được 4 tặng 1 là 5 cặp. 600k 5 cặp. Đẹp lắm anh em ơi, đuôi hấp môn rồi, nha hoa văn rồi, vẫy rồi. Mình có là dòng coi đen tai bơ bướm luôn anh em ơi. Rip bông nha, hàng có rip bông nha. Đợt này máy bầu rất nhiều luôn, sắp đẻ luôn. Anh em nào nhanh tay chốt lại combo nhẹ nhàng luôn. 150 một cặp, combo 2 cặp 200. 2 cặp 200 coi đen rip bông. Máy bầu luôn nè chưa. Ôi ôi, căng lắm rồi. Rồi đây là cô đen đi bông nha anh em. Đó tay bơi, đó tay bơi bướm nha. Bụng chữa nhiều rồi. Chống đi bông hay chống thường để anh em nào mùa thích ưng bắt theo yêu cầu thì mình bắt. Chống đi bông chính thời không quan trọng đến giá. Thích được. Rồi anh em không báo thì bắt ngẫu nhiên thôi. Hôm nay mình mới khui ở đây là một bầy Lutazani anh em ơi.
À, cái nước nó lên tảo nên hơi xanh xanh nha, nhưng mà cũng dễ xem nên mình đang dùng đèn flash. À, thì con Lutazani này khi không có đèn nó hơi đen, anh em nuôi cái nền đen và ánh sáng nhẹ xíu thì xem sẽ thấy được sự kỳ diệu. À, là cái đầu và tai bơ nó phát xanh lên. Hàng này thì như thường lệ bộ này khá đẹp nha anh em, đầu lên rất đậm và dày màu. Có những bộ Tajani đầu nó rất là lợt mà nó không có đậm về phía sau đầu rõ ràng như vậy. Bộ này nói chung mình rất là ưng mà cái phần tai bơ nó cũng lên màu luôn. Đó, nhìn rất là hay nha. À, tí này anh em như mình nói đó, phải nuôi ở cái độ có ánh sáng nhất định thì nó mới phớt cái đầu lên. Còn nếu anh em nuôi chỗ tối thì tối thui luôn à. Thì hàng này sale combo rất là lớn anh em ơi, 150k cho 3 cặp luôn. 150k 3 cặp Tujani Lutazani chứ. Anh em chơi combo lớn là 300k. Combo lớn 300k là mình tặng thêm anh em một cặp luôn, là 7 cặp. Đó. Và chúng ta sẽ có combo là 150k 3 cặp và combo lớn double lên là được 7 cặp. Rất đẹp và dễ nuôi nha. Thích hợp cho anh em là mới thích chơi nè. Rồi tiếp theo chúng ta đến với dòng rất là quen thuộc đúng không ạ, là Lutobat. Ồ, đợt này máy bầu rất nhiều sắp đẻ nha anh em. Máy khá to và sắp đẻ nha. Rồi Lutobat mình khuyến mãi cho anh em luôn, 200k combo 3 cặp luôn. 200k 3 cặp Lutobat. Đợt mới nhất ngày hôm nay, ngày 28. Trời ơi con kia sao nó ăn dữ vậy. Rồi Dumbo Red Tie hàng Rebound đang khuyến mãi cho anh em luôn. Dumbo Red Tie nha, hàng đẹp Rebound luôn. Và thức ăn mình đang cho cá đó chính là Atamir, thì anh em có thể liên hệ shop để mua. Dumbo này mình đang khuyến mãi là 150k một cặp, combo chúng ta 2 cặp là 250. À, và anh em mua combo lớn là 500k được 4 cặp tặng 1, sẽ là 500k 5 cặp luôn. Mình sẽ nhắc lại nha, 250k 2 cặp, 500k 5 cặp.